Xin chào quý vị, hôm nay là 10 tháng 7 năm 2016. Chúng tôi làm video clip giới thiệu sản phẩm đặc sắc trong tuần đầu tiên của tháng 7 năm 2016. Đây là sản phẩm đặc sắc đầu tiên của định dòng của một đoạn giải 3 tháng tiếp. Đặc sắc tiếp theo là cái vụ chè với đèn vừa nghe. Vụ chè của vụ cây công cho anh Tòng kích thước 30mm, khảm toàn bằng ốc đỏ vàng chanh, lên màu bảy sắc cầu vồng rất chi là đẹp. Và tiếp theo nữa là sản phẩm tiếp theo nữa là bộ sập gụ tủ chè khảm ốc đỏ và sen lọc đẳng cấp 100% ốc đỏ từ Singapore. Bản ghi móc mỏ của hương 6 tiếng do khách hàng công và bộ tạo. Bộ này là bộ bích dài rộng và dày dặn hơn các bộ rất nhiều. Quý vị có nhu cầu liên hệ trực tiếp chúng tôi theo hai số điện thoại trên màn hình. Tiếp nữa là bộ bàn ghế ăn của hương hàng bích. Tiếp tục nữa là vẫn là bộ bàn ghế ăn gỗ hương hàng VIP của anh Tòng ở phường 7 quận 8 thành phố Hồ Chí Minh. Và hình ảnh bộ bàn ghế ăn này chúng tôi đã phỏng vấn phóng sự view theo cầu của anh. Tôi đã đặt về tại trong kho trong nhà này mỏng. Rất nhiều hàng này thành các công nhân và bố tình nhân vừa làm mặc bộ bàn ghế ăn cho anh Tòng ở quận 8 thành phố Hồ Chí Minh, bọc rất kỹ, bọc rất kỹ. Và tiếp theo là đang bọc bộ bàn ghế móc mỏ đi Vũng Tàu. Tiếp theo nữa là chiếc tủ chè cây cong ba tiền vật dụng và ba cảnh cảnh làm ốc tiếp. Chủ nhân của chiếc tủ chè này cũng là anh Tòng, anh ở phường 7 quận 8 thành phố Hồ Chí Minh. Bãi xe